Chị hai sao tao bỏ vậy chị hai? Trời trời sao tao bỏ gì hết trơn rồi? Chị ra ngoài, chị nói em sắp diễn rồi. Để mà kéo họ vô đi. Chị hai bây giờ sao đấy? Sao là sao? Ai biết làm sao? Sao tự nhiên khách bỏ gì hết trơn vậy? Sao không diễn? Chị nói với họ là em sắp diễn rồi, chị kéo họ lại đi chị. Vô ít thôi. Họ đã bỏ qua rạp Đồng Quang để xem Dương Văn Nga rồi đó. Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ. Tối nay Hương Thu nó hát bên rạp Đồng Quang á, khán giả đông thật là đông vậy đó. Hương Cam nó nói khán giả ngồi chật nứt hết ráo á. Nó nhắn chị của Măng Trinh nó đang ở bển á. Trời ơi, vậy buổi diễn tối nay có gì sao? Làm sao, làm sao ai biết làm sao đây? Trời ơi. Hả? Tôi lỗi chắc rồi. Trời. Đã hết giờ nghỉ giải lao, kính mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để đêm diễn được tiếp tục phục vụ. Hôm nay chắc nàng không còn nhìn tôi như bữa trước nữa. Chạc nhắc chi cho tôi thêm thổ thẹn. Chạc đi rồi mà ngày đêm tôi vẫn mong chạc trở lại. Nàng mong gặp tôi à? Vâng. Để chị Hoa ơi, khán giả đứng chặt bên ngoài cửa. Bây giờ làm nàng sao hả gì? Thì cứ cho họ vô đi. Dạ. Trong rạp không còn chỗ nào hết á. Khán giả đứng bên ngoài nhiều lắm. Phải hai cái rạp mới đủ. Không. Chạc ơi, tôi đông rất dữ vậy hận. Bây giờ vậy làm sao đây? Cháu. Dạ. Cháu ra nói bên gác cửa. Mở rộng cửa thông ra ngoài. Để khán giả bên ngoài nhìn thấy sân khấu. Dạ. Khi ai đã ra đi, tôi thao thức thâu. Như vậy là khán giả vẫn ngồi thương cải lương, tôi mừng quá. Mơ mơ bóng ai. Lòng này chẳng rõ lẽ nào. Hương Thu đã gánh. Thì thật là không đành lòng chút nào chứ Hoa. Để khán giả không bỏ cải lương, thì cho dù Hương Thu không còn hoạt động nữa, thì tôi cũng yên lòng anh à. Rồi mơ ước được gặp gỡ ai kia. Thiên ly hồ duyên, tao ngộ nhau đi. Mong kẻ anh hào đừng để cho khách mơ đầu phải dưng sầu trong giờ. Kỳ quá ơi, kỷ niệm mùi sơ giao đã ghi vào lòng tôi nhiều thương nhớ. Ước mơ ngày gặp gỡ để đôi tim hòa lên điệp khúc tương phùng. Thần thập đạo Lê Hoàng bái kiến Thái Hậu. Ta miễn lễ. Quan thập đạo sao trở lại ba quân quá sớm, không ở lại kinh thành xem lễ rước long bào. Thần được tin ngoài biên giới có biến động xôn xao, e rằng giặc Lam Liêu tràn quân xâm lấn. Sứ thần tiếp thư Thái Hậu, chắc chung đang nổi giận. Ta biết lắm, nhưng ta không ngại sóng to gió lớn. Thái hậu ơi, thù bên ngoài không đáng sợ, nhưng ta cũng cần nghĩ đến loạn bên trong. Bởi triều đình vẫn còn nhiều chuyện đang nghi, nếu để bất trắc xảy ra, thần chẳng kịp về để mưu toan. Ôi giặc đe dọa nơi biên thủy, sao chẳng thức tỉnh các đại thần, cứ mãi lo tranh quyền. Ôi, cái thằng Hoàng Phi này nó đẹp trai mà nó hát hay quá trời của đất à. Thôi. Thần ngày đêm lo lắng chỉ mong xa thân này ngăn quốc thù hung bạo để đáp.
đáp tạ tâm chân tình mà tiên đế đã đặt trọn lòng tin. Tướng quân ơi, đất nước này sắp trải qua cơn giông bão, mà ta đây là kẻ lái thuyền ra thân chèo chống giữa cơn sóng gió ba đào. Đại cổ Việt không thiếu chi những đấng anh hào, chỉ sợ rằng ta vì chút quyền lợi nhỏ nhen ích kỷ không gom về được những thế lực chống xâm lăng. Các đại thần ngày nay đều nói vì cơ nghiệp nhà Đinh, nhưng đó là lý lẽ để vuốt che lòng trăm họ, để nắm quyền lực trong tay rồi nhường bước trước giặc thù, lại cho rằng đó là vì non sông yêu quý. Quỷ, mày làm gì mày đứng đó mày xá gì hai lia lịa vậy quỷ? Thì tiện tay con xá tổ, rồi con xá bà hai luôn. Thật, vô duyên dữ hả mày? Gì vô duyên? Thì tụi con đứa nào cũng coi bà hai giống như là tổ sống vậy, xá không được sao? Cảm ơn con nghĩ như vậy. Dạ. Nhưng tổ nghiệp là duy nhất, bà không nghĩ như vậy đâu. Thôi con ra sân khấu đi. Dạ, thưa bà hai con đi diễn. Con à? Dạ. Đêm nay là đêm cuối cùng, đêm chót của gánh hát Hương Thu. Bà hy vọng và tin tưởng chúng ta sẽ thành công về mặt nghệ thuật. Hãy cố gắng lên. Chúc con thành công. Dạ thưa bà hai con đi. Con đi nha Phan. Dì hai. Con đã hết giờ nghỉ giải lao, kính mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để đêm diễn được tiếp tục phục vụ. Ai đó? Ra đây. Tôi đây. Thì ra là công tử Đinh Lăng. Người ta đi rước áo cả rồi, còn công tử vào đây để làm gì? Tôi đem quân túc vệ đi tuần. Đi tuần? Thì tuần ở bên ngoài, chứ tại sao lại vào chốn hoa viên nơi âu chúa vui chơi mà tuần tiểu? Tôi vừa ở đám rước Sơn Lăng về nè. Về rồi đến đây để làm gì? Dạ, tôi dâng lệnh đức ông ngoại giáp về. Về làm chi? Dạ về đón ấu chúa lên Sơn Lăng xem tế. Đón ấu chúa lên Sơn Lăng xem tế à? Có lệnh thái hậu không? Dạ không có. Nhưng tôi suy nghĩ thế nào thái hậu cũng bằng lòng. Bằng lòng, nhưng không có lệnh của thái hậu thì không ai được quyền mang âu chúa đi đâu cả. Nhưng mà tôi có lệnh của quan ngoại giáp mà. Lệnh của ai cũng không có được, nghe chưa?
chuyện gì mà sao ông cứ luống cuống vậy hả? Dạ hiệu quý kỳ hoa ơi, sở dĩ hôm nay ta đến đây là để... Để làm gì? Để gặp mặt. Nên hôm nay dẫn mọi người đi xem hội, tôi mới lẻn vào cung nội để hỏi ngộ cùng người đẹp kỳ hoa, mong ai kia chớ đem và hững hờ. Sao công tử tỏ bày những lời nguyệt hoa bóng gió, cần gì nghe lời đồn đãi của thiên hạ. Tôi đến đây là để rước nàng đi, thì nàng phải đi với tôi. Đi đâu? Đi vào châu Ái. Đi đâu xa vậy? Hỏi làm gì? Theo tôi về cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nè, nhớ cùng đem ấu chúa theo nha. À, thì ra công tử vào đây để mua bắt ấu chúa. Phải. Nàng đừng có la, ở đây chẳng có còn bao nhiêu quân lính đâu. Họ đến Sơn Lăng cả rồi, chỉ còn quân Tây trại của Nguyễn Bạc Quốc Công. Tội lớn cùng múa cùng ta ra tay thôi. Thì ra các người vào đây để bắt ấu chúa. Đúng vậy, ra tay. Ây dạ, Hương nè, em làm cái gì vậy? Ai biểu anh nhìn gái? Mấy gái đẹp là nhìn tôm tướp à? Anh nhìn người nào đâu? Còn cãi hả? Hồi nãy anh với Mai Anh, Thôi, em đừng có nói quan cho anh. Cái đó là trong tuần cái lương chứ bộ. Tuần gì mà mùi vậy? Tôi ghen á. Thôi, cho anh xin đi. Anh á, em nhéo anh tím hết mình mẩy rồi, rồi làm sao ra sân khấu được? Thì tôi tên Tím mà. Cho anh nhớ tên tôi. Tôi dám tên Tím hết người, dám tên Tím nè. Anh biết rồi. Cho anh xin em. Nha. Thà cho anh đó. Ôi thật đau lòng. Tôi biết các ông định dùng cái lẽ mẫu tử tình thâm để buộc tôi trút bỏ Lê Hoàng làm điều bất nghĩa. Không, xin Thái hậu chớ có nóng lòng rồi nghi kỵ các bậc công thần suốt đời vì cơ nghiệp nhà Đinh rồi lại bên kẻ đáng nghi. Ai là kẻ đáng nghi? Chính thập đạo Lê Hoàng đã bắt Âu Chúa. Nhi hai ơi, hết cái lớp này á là tới gì ra diễn rồi đó. Để con dìu dì ra nghe. Dì hai ơi, nếu mà dì mệt quá đó, không ấy để con ra con nói với chị Kim Hoa, mình xin lỗi khán giả rồi mình bỏ qua màn này nghe dì hai. Trên bàn thờ tổ, nhang vẫn cháy, đèn vẫn sáng, thì người nghệ sĩ không được phép bỏ cuộc. Buông gì ra?
Sau Thái hậu có cố mẫu tới, mau mời vào. Dạ. Dạ, con Dương Vân Nga xin lại chào mẫu hậu. Miễn lễ cho Thái hậu. Dạ. Ta biết Thái hậu có nhiều điều muốn nói, nhưng con hãy lắng nghe ta hỏi. Dạ, mẹ muốn hỏi con điều chi? Con có biết cả triều đình Quy Hoàng này, cả Giang Sơn Đại Cồ Việt Quy Hoàng này, ai đã dựng nên? Dạ, Đức Tiên Đế là người danh tiếng giang rền, người đã bẻ Hoa Lao làm cờ tập trận, dẹp loạn sư quân cứu cơn quốc nạn, dựng nên một cơ đồ như gấm như hoa, một đất nước hùng cường không cắt không chia. Hay lắm, hay lắm. Đó là điều ta từng nghe biết được. Nhưng cái cơ nghiệp con trai ta đã dựng nên ngày trước, Thái hậu liệu có giữ vững được không? Tiền quân xưa từng phanh ngạc chiêm kình, một nửa đời người làm nên sự nghiệp, thì dẫu có phải nát đá Trường Yên, siêu hòn non nước, con cũng phải giữ gìn sự nghiệp của tiên quân. Nhưng giặc sắp sang, sao ta không thấy các đại thần cùng nhau bàn chuyện mang quân chống giặc? Thưa mẹ, đất nước này đang gặp cơn nguy nan, với bọn giặc dữ xâm lấn cõi bờ, trong tình thế khó khăn còn quyết bền gia vững tâm. Nhưng triều đình ta lại không nghĩ đến mình là trụ cột của quốc gia. Gặp lúc biến, định lùi bước trước quân thù, kẻ quyết tâm thì nghi ngờ, cho rằng hữu vọng vô mưu. Lời Thái hậu thật cao quý, nhưng trong tình thế việc nước lẫn việc nhà, con liệu định ra sao? Hay cả gấm dốc Giang Sơn sẽ vùi chôn vì một phút sai lầm, ta không khỏi đau buồn khi cơ nghiệp này sụp đổ. Mẹ ơi, con đã suy nghĩ kỹ, ta phải đánh tan giặc biên cương, chăm họ thoát cảnh đau thương, và không phụ lòng của tiên dương. Ta phải đánh cho tan giặc, nhưng liệu ta có làm nổi việc đó không? Thưa mẹ, làm việc gì thuận lòng dân, mọi người đều nghe theo thì chắc chắn sẽ làm được. Ta thì nghe hết chuyện này sang chuyện khác, anh em trong nhà sao lại lủng củng cùng nhau? Con coi việc nước con quyết đánh, nhưng mẹ nghe nói có người ngại giặc, kẻ đó là ai vậy con? Dạ thưa mẹ, đó là Bạc Quốc Công và ông ngoại giáp của chúng ta, đã không kể chi đến lửa cháy cả sàn hà. Hai ông ấy cứ ngày đêm to nhỏ, một con loại trừ quan thập đạo tướng quân, giao cho hai ông nắm quyền trọng tay. Để làm gì con hãy nói cho ta nghe, có phải chăng là vì cơ nghiệp của nhà Đinh không? Việc ấy chỉ làm lợi cho quân thù, chúng vui mừng vì làm rối loạn được quân ta. Hai ông chỉ muốn cố thủ nên không thuận tình,
còn quan thập đạo quyết ngăn quân Tống khi chúng vừa sang đây. Chị à, ý con như thế nào? Thưa mẹ, ta lùi chúng tràn vào như nước dở bờ thì làm sao ngăn được? Ta phải đánh giặc khi chúng vừa lâm le sang đây. Con nói nghe cũng phải. Còn việc bắt cóc ấu chúa, ta nghe nói Lê Hoàng có dính dáng, đúng không con? Thưa mẹ, việc chưa rõ ràng, con chưa thể tin được. Mẹ còn nghe nhiều điều lắm, nhưng sao con không triệu Lê Hoàng về hỏi chuyện ấu chúa, coi người trả lời ra sao? Triệu Lê Hoàng à? Con e rằng làm như vậy, lỡ giặc tràn sang bất ngờ, ta làm sao trở tay kịp. Con nói đúng, nhưng con nên nhớ, ấu nhi là giọt máu của Tiên Vương. Hay là Giáng Phượng diễn giỏi lắm, dì yên tâm về thế hệ trẻ này rồi. Sơn, đừng có buồn mà. Giáng Phượng đã thành công, Ương Thu đã thành công, Hoàng Phi đã thành công. Thì cũng là ăn may thôi. Ai biểu em bỏ Đoạn Thu em đi, rồi thằng Hoàng Phi á, nó leo lên nó làm cách tránh. Chứ phải chi em còn ở lại Đoạn Thu thì nó đâu có cơ hội. À, hay là bây giờ vậy nè, chị nói cho em biết, bây giờ em trở lại Hương Thu đi, rồi em lấy cái vai Lê Hoàng cái một mà, được không? Đó là Hương Thu trên dưới một lòng đã tạo nên kỳ tích, chứ không phải là ăn may. Em nói thì cũng đúng thôi. Kính mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi. Ở trọng đang diễn tới màn chót rồi. Thôi để chị vô coi bỏ uổng lắm nha. Chị vô trước nha. Anh em mình đã xô ngã thánh đường của mình rồi, cho nên bây giờ không còn lối để quay về. Một đêm đã trôi qua, bóng dương vừa lố dạng. Ôi, các đại thần đã gây nên sóng gió, khiến lòng ta trăm mối tơ dò. Mẹ ta chưa trọn tin ta, quan thập đạo nghi ngờ ta, triều thần rình rập để mưu hại ta. Con ta không biết ở nơi nào, trong lúc giặc dữ ngày đêm đe dọa xâm lấn cõi bờ. Mấy từng hàng bay đến chốn nào xa, trẻ
khổ trong lòng, chẳng dám buồn than. Thế là mọi việc đã trở nên quyết liệt. Ta đã bước vào lửa bỏng dầu sôi, đứng trước quả xâm lăng khói lửa ngục trời. Thế phải làm gì đây trong cơn mưa nguồn thác lũ? Bây giờ đâu phải còn là chuyện riêng tư. Của con ta để ngậm ngùi đau khổ, hay dòng họ nào chuyện của ai giữ được núi sông đây? Ôi hỡi quân vương, người biết chăng cho tất cả tâm lòng thành không phải là người bối bạc, tờ bối dâng lời ký thác của quân vương. Anh Hoàng Phi, chị Giáng Phượng. Chào hai anh chị. Chào anh. Chào anh. Xin phép được phỏng vấn hai anh chị vài câu được không ạ? Dạ, xin lỗi anh, Phượng phải vào trong thay phục cho màn cuối. Hẹn gặp anh sau đêm diễn nha. Rồi. Thôi thì phỏng vấn anh Hoàng Phi vậy. Chào anh. Anh nhà báo ơi, sẵn đây anh chụp cho hai dì cháu tôi một kiểu. Rồi cái nếu mà có đăng báo á thì anh nhớ dành để cho tôi một tờ để làm kỷ niệm nha. Có ngay, chuyện nhỏ mà. Rồi, hai người cười lên cho đẹp nha. Dạ. 1, 2, 3. Rất đẹp. Cảm ơn anh. Anh Hoàng Phi này. Được biết á, anh là một ca sĩ nổi tiếng của nhóm The Fox. Nhưng với những gì mà anh đã thể hiện trên sân khấu á, với khán giả hâm mộ kỷ lục như vậy, thì sắp tới đây mọi người sẽ gọi anh là nghệ sĩ sân khấu tài danh. Vậy với những thành công như thế, anh có suy nghĩ gì không ạ? Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được sống trong lòng khán giả, không phân biệt là khán giả cải lương hay bên sân khấu ca nhạc. Phi chỉ biết là hiện tại Phi đang rất hạnh phúc. Trước khi mở màn á, thì mọi người chỉ nhìn nhận anh là đứa con của cặp đôi thần tượng sân khấu là Tuấn Hùng và Hoàng Lệ Quân. Nhưng bây giờ mọi người đã nhìn nhận anh là một tài năng sân khấu. Vậy anh có ý định gắn bó với sân khấu được không ạ? Theo Phi nghĩ, trên sân khấu cải lương, một cá nhân không thể nào làm nên một tượng đài. Nếu như còn có cơ hội thì Phi mong ước mình được là những người theo chân người đi trước để phục vụ khán giả mà thôi. Khi mà tôi còn ngồi ở dưới sân khấu á, thì tôi nghe khán giả gọi tên anh và chị Giáng Phượng á, là cặp đôi kim đồng ngọc nữ mới của sân khấu cải lương. Vậy thì anh có thể tiết lộ cho khán giả biết về chuyện tình cảm của hai người được không? Câu hỏi này cũng khá riêng tư nên Phi không thể nào trả lời được nếu như không có Giáng Phượng. Chắc là phải hẹn anh dịp dịp sau. Bây giờ Phi phải vào trong để chăm sóc cho bà ngoại. Rồi, ok. Cảm ơn anh. Dạ con chào bà. Chào con. Cảm ơn chị. Dạ bà ơi, cho con phỏng vấn bà một câu được không ạ? Được, con cứ hỏi con. Thưa bà, sau hơn 20 năm thì Hương Thu mới tái diễn lại vở tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga với ba thế hệ diễn viên cùng diễn trên sân khấu. Vậy bà có đánh giá gì về cái thế hệ diễn viên hiện tại không ạ? Tôi rất hài lòng. Chúng nó ca hay, diễn giỏi, thanh sắc vẹn toàn và có lòng cầu tiến. Nếu có cơ hội
Tôi tin tưởng chúng nó sẽ làm được nhiều chuyện cho sân khấu cải lương lắm đó. Con được biết là Hương Thu đã tuyên bố giải thể, nhưng đêm nay diễn rất là thành công. Vậy liệu Hương Thu có tiếp tục hoạt động không hả bà? Có một câu thơ rất hay: đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một nhành mai. Nếu khán giả còn thì sân khấu cải lương vẫn còn, chứ không phải chỉ vì một Hương Thu, phải không cháu? Dạ. Chị Kim Hoa. Dạ, đây chào rồi. Chị, có chuyện gì vậy chị? Tụi tôi đã bàn bạc và quyết định sẽ hợp tác với chị để giữ lại Hương Thu, còn vốn liếng và thủ tục tụi tôi sẽ lo. Thú thật với chị là tôi cũng rất mệt mỏi. Hôm nay Hương Thu có một kết thúc có hậu như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi, và không nghĩ đến chuyện góp vốn để duy trì gánh Hương Thu nữa. Chị à, tâm nguyện của tụi tôi á là muốn giữ gìn Hương Thu như một sân khấu cải lương truyền thống, chứ không hề muốn mang Hương Thu đi để kinh doanh hay kiếm lời gì đâu. Chị hãy vì khán giả yêu mến cải lương mà suy nghĩ lại đi chị ha. Được rồi, tôi sẽ bàn bạc lại với anh em trong đoàn. Dù sao thì chúng tôi cũng rất cảm ơn chị. Thần thập đạo Lê Hoàng xin báo tin mừng, quân ta thắng trận. Quân ta thắng trận à? Thưa cổ mẫu, đúng vậy, quân ta vây đánh quân giặc tại Bạch Đằng Giang, máu của tống binh nhuộm đỏ cả dòng sông rộng. Ta nghe nói trong quân ông có loạn à? Thưa, đó là người của Tây Trại phá rối, nhưng thần đã loại trừ. Giờ đấy mọi việc đã rõ ràng, ai muốn bắt Âu Chúa để nhiễu loạn triều đình, ai gây loạn để có lợi cho giặc, ai mưu hại Lê Hoàng khi người chỉ nghĩ đến giang sơn. Ý của thần dân trăm họ thật là sáng suốt. Tâu Thái hậu. Chuyện gì? Từ biên cương quân tống gửi thư sang, buộc Thái hậu phải trả lời gấp. Thật là quá lắm, bọn tống muốn gì với con? Thưa mẹ, giặc tống thua trận đầu đã mang thêm hàng chục vạn quân tràn qua biên ải. Chúng dọa sẽ diệt hết thần dân Đại Việt, không để ai sống sót, sẽ dẫm nát qua lư thành bình địa nếu ta không làm theo những điều chúng bắt buộc. Thứ nhất, phải nộp long bào. Thứ hai, Thái hậu và ẩu quân phải thân hành qua tống triều dập đầu tích thân phục. Thứ ba, Đại Cồ Việt phải nhập vào một quận của nhà Tống. Thứ tư, phải bắt nộp Lê Hoàng. Dù là phận nữ nhi, nhưng thần cũng xin Thái hậu cho ra ngoài chiến trận. Thần muốn cầm gươm ra trận, thà chết vinh hơn sống nhục. Xin Thái hậu cho thần nhập quân của thần vào quân thập đạo Lê Hoàng, để thần được dịp giết quân thù, đáp lại lòng của trăm họ Hoa Lư. Thần cũng nguyện mang hết quân của châu Quang, châu Ái để giúp ông thập đạo. Hay lắm, hay lắm. Hôm nay trên dưới một lòng, Thái hậu con đối với tối hậu thơ của quân tâm, con định trả lời ra sao? Tối hậu thơ của quân tâm à? Truyền tôn lúc bào, quân nữ hãy thắp đuốc lên, ta muốn nơi đây ánh sáng phải chân hòa. Thank you.
giữ bấy lâu nay, áo giặt cho con trai tôi ở ngôi đế vị sau này, rồi mãi mãi ghi vào sách sử. Xin tướng quân nhận chiếc áo rộng thiên tử, lên ngôi chế tôn giữ nước non bền vững đời đời. Tâu Thái hậu, hoàng tôi tài sơ đức bạc, cán đang làm sao việc lớn của người trao. Tướng quân chưa khiêm nhường, hiện nay triều đình đang loạn lạc, non sông đang cần bàn tay lấp biển da trời. Tôi đã từng cân nhắc nhiều rồi, ngoài tướng quân ra nước nhà không còn ai nữa, chẳng hay ý của các quan như thế nào. Việc làm của Thái hậu là gì đại nghĩa? Một tấm gương sáng ngời sử sách mãi còn ghi. Chúng tôi chỉ e rời nơi gác phượng ra đi, Thái hậu quen sao nổi cảnh muối dưa đạm bạc. Trong giờ phút này tôi không dám nghĩ đến điều chi khác ngoài vận mệnh của non sông. Thế còn mẫu chúa, người đã quen với gác phượng lầu rồng, sau này người sẽ ra sao? Còn con tôi sẽ dạy cho con tôi mặc áo thô, đi giày cỏ, là một người dân thường của trăm họ Hoa Lư. Rồi sau này lớn lên rõ chuyện bây giờ, chắc con tôi cũng vui lòng vì điều đại nghĩa. Thưa mẹ, xin mẹ thay mặt cho nhà đinh, hôm nay tôi Thái hậu Dương Chân Nga trao cho tướng quân chiếc áo rộng thiên tử, là trao cả vận mệnh giang sơn. Trăm họ Hoa Lư chờ nghe tiếng Thái hoàng sớm trở lại Hoa Lư để mọi người reo mừng tin chiến thắng. Tôi Lê Hoàng được thần dân trăm họ Hoa Lư và Thái hậu trao ngôi bảo nối nghiệp Tiên Dương, tôi sẽ cùng tướng sĩ ba quân quyết giữ vững non sông đại việt.